Cái gì quá, như tìm thuộc cái chữ đất ra. Em thấy không có người nào mà thấy nó hết trơn á, nó có biết bao nhiêu chị mà không có đó. Thank you.
vì nó làm sinh là cũng tại thì mình nó chứ còn nó hay nó chứ đâu. Ngọt ngào đấy. Bởi vì cả năm mình thấy không thì mình không về mà hỏi không ai nói tao có ai tới nhà đâu. Mà trong khi đó chị em biết nhiêu đấy. Hỏi chị Năm biết chị nói cho có em như mới học mới đây nè. Mới đây là mới cả năm rồi đó. Mới đây mới cho tiền nè. Cả năm á. Chị Năm ơi, chị nói mới đây là cả năm. Nói chị Sáu. Chị Sáu cũng vậy nữa. Ủa, anh đi đường nào vậy? Đó, chị Sáu, nói thiệt mấy cái tấm lòng của mấy người chị em biết hết trơn á. Chị Sáu yên chi cái lòng sạch tốt nhưng mà cái miệng xấu. Nó là em của bà có quyền phải không? Nó nói tao nghe mày nói tao lên nhà mày vậy nó nghe mặt nó đó. Thì em chấm dứt. Tao không muốn nghe nữa vậy đó phải không? Có phải mày nói vậy? Mày cái dễ đâu quá vậy kia đó. Nào mới trước mặt thì đứt có gì thằng còn thắng chửi mẹ gì đúng đúng hết. Thắng thắng được cái thắng đó. Cho nên chị bảy ôi chị sáu chị sùng nó sùng cái câu nó nói. Chị đâm cái bự người này người kia nói nào thắng chờ người đúng chuyện giữa ta với thành chuyện chửi đi chửi mấy tiếng hồ đi dậu.
tao vậy rồi mày nói tao vậy thì tới hai gian gặp nhau nữa. Thân là bọn nó quỳnh quan mình thì tao gặp nó làm cho nó ân trọng gì đủ thứ chuyện hết, chỉ ào 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 chứ không có dám nói chuyện trước mặt ta. Thank you.
thẳng. Nhiều khi nó nói đó, khi vừa gắt điện thoại lên quên cha nữa.